Bông mai kiếm á? Đang tìm bông mai. Chung thì bông mai đi nhiều. Tưởng bông mai đi Nha Trang. Giờ này cứ vào lịch sử đấu xong rồi vào những cái cuộc trò chuyện hồi xưa để tìm thôi. Kẻ si tình. Đây thì vào thôi. Đây rồi. Uầy thế, một tuần rồi không chơi với anh Khánh mà anh Khánh vẫn chưa đuổi kịp điểm em. Một tuần rồi anh không chơi với em, anh có chơi với ai đâu. Anh có combo nhá. Hai combo. Một là Quiana và Talia. Hai là Shaco và Orianna. Em chọn đi. Anh nghĩ sao về Quiana và Z4? Quiana và Z4 cũng được không? Anh đánh Audia, anh đánh Audia. Được không? Shaco thì anh lên dam, Shaco thì lên dam nhưng mà Shaco thì em không biết chơi đâu, không à, sao. À thế á, thế thôi để anh đánh Shaco cho ha. Rồi. Swap nha. Được rồi đấy, sao không đồng ý? Đây rồi, từ chối này. Tố cáo Lê Vi thái độ thiếu tôn trọng. Sao đấy? Sao swap lại là tố cáo rồi? Em lên gì nhỉ? Lên vật lên lý. Lên đam thôi, vật lý, sát thương vật lý. Rờ vào cái là cho hai cái chết. Mấy qua clip TikTok anh thấy bỏ chơi dễ mà không biết là thực hành như nào thôi. Em có hay xem clip của cái ông gì béo béo mà đeo kính đánh con này ấy. Pingwood đúng không? Đúng rồi, Pingwood. Ông gà đó, ông kim cương rồi phải. Đây, tập hình. Em thử quy vào đây, anh W, đây là một cái pha tập nha. Đó, đấy, kiểu thế đấy. Tí là thay cái W bằng cái R ha. chạy. Tí thay W bằng cái R là lộn ha. Lôi anh. Slow. Đừng kê luôn sao? Đúng rồi, em cứ đánh ở đây. Đánh kê này, đánh kê này. Em đánh ở đây. Cứ chuột luôn. Hello. Mầm. 3 giây có quy. Mầm, anh mầm dưới, em mầm trên. Không được, con chuột nó chặt đầu rồi. Giết nó luôn. Mày láo. Đây anh ơi, anh ăn hai mầm. Kê thì sao? Chuột luôn cũng được. Em quy vào, em đặt hộp các thứ đi. Ai. Đấy thằng này đi anh ơi. Chuyện hết tốc bì rồi. Đâm nó mày. Đâm. Bỏ mày. Không phải em. Nice. Các bạn khỏe lắm. Khỏe. Ui, sắp vô đam mạnh luôn đấy. Ui. Cái gì đấy? Đấy, mẹ. Má tên roll ta. Đang không hổn chiêu đòn đánh của Taco làm. Ê, baby. Cán cân cốt. What the fuck. anh em phải bùm nó chết luôn. Mình rút nhiều kinh nghiệm là không nên thôi cái loại bảng đấy. Thôi anh còn content. Game đầu anh content tí không mày. Đấy, bút giáp đấy. Đam to thật sự luôn. Nghe được một khiên, một mầm. Tay dài. Sao? Giãn thân cốt tiếp. Nó dưới này. Rồi. Nó sẽ phải ra thôi. Đấy, nó cần. Ôi, nó không chặt được. Lùm nó luôn sao? Không sao anh ơi. Em có đây, em có cái đấy. Đấy, em có bản này nữa. Yes sir. Cô dạy em. Bài thể dục buổi sáng. Đánh cái này cho bài xuống. Em thử con chuột cho. Hai. Bảy lốp. Sát thủ đánh thuê. Rồi để mầm mình giết. Lỗi. Em bên tầm nhìn nha anh. Tầm biệt dục cái. Bụi là của em. Rồi, yes sir. Đi kiếm thằng kia cũng được. Em phải tăng hình em đi vào gần đó, em đừng đánh nó. Ok. Em trao đổi tí thôi. Nó ăn 2 mầm rồi anh. Ôi nó láo. Chụp lên, cái bóng của tôi ơi. Anh cái giam được cô tụi phế điên. Không ma mạnh hơn đấy anh ạ. Giết nó hay sao? Nãy sờ. Một giây. Anh có cái này. Ôi trượt. Em né. Em lên trên là win. Nó lại trượt quy. Cố lên anh. Xa đừng chi. Nó là trượt quy. Diễn viên rồi. Anh ơi. Kìa.
Không sao, win đấy, win đấy, win đấy nhỉ. Anh như thế. Kỹ năng này, kẹp kỹ năng anh ơi. Tôi đúng máu rồi. Vẫn là kẹp kỹ năng anh ơi. Ui ao nhá, ra. À, nó chết quy, anh ơi. Martiano hoài. Cái đối này cứng quá. Tối này hồi máu liên tục vậy. Tối này chắc vào chơi rồi này, chiến rồi này. Em lấy tâm nhìn này. Đặt thân cốt cái. Tôi biết cái đâu đây nè em ơi. Anh cứ ra anh, cứ ra anh. Nó bắn anh phát là em. Đây đây, dưới 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 dưới. Cứ đi vào thôi, cứ đi vào thôi, không thể né được. Ơ à, đánh con set em ơi. Ủa, sao đánh con set không được thêm tiền nhỉ? Ờ. Đâu rồi rồi em ơi. Anh ơi nó ăn hai mầm anh ơi. Đâu rồi rồi, chịu rồi. Để con này lên trước. Hay quá. Hay, 35 giây rồi rồi. Em chặn đường. Con chuột yếu máu rồi, yếu lắm rồi. Oh, hay. Ủa anh ơi, đúng kia em. Em chết rồi, hai con chầm máu anh ơi. Nó bị hộp hề của em. Anh cân hai được chứ? Được chứ, chắc chắn là được rồi. Yeah, sure. Được, đánh con này win, đẹp mắt. Aha, vẫn đẹp mắt. Vẫn đẹp chứ, không thể nào mà hết đẹp được. Nhưng chưa đủ đam thì phải. Ui. Quá giang à? Đừng quá giang nhá. Quá giang là không có được nhá. Các một thạch à? Điều van tử thần anh ơi. Rô kiếm cái lõi ấy nhá. Đang nghĩ rô kiếm cái lõi gì mà dùng kỹ năng được tăng đam hay tăng gì ấy. Bây giờ không lấy găm một thạch thì hơi trôn. Đi kiếm đâu với kia mày. Ôi khổng lồ quá. Kiếm nó đi em. Ui ra. Ui. Nó trên anh ạ. Trên anh ơi. Thấy. Khổ lắm mua mai. Mình mong nó rất nhiều ấy. Hai. Em biến mất rồi, em biến mất rồi. Anh cũng thế. Em biến mất rồi. Em cân 2 rồi. Cân 2 anh ơi. Không, hai anh em mình phối hợp mà. Hai anh em mình phối hợp mà sao lại giờ thành cân 2 rồi. Em cân 2 cái khoảnh khắc ấy. Yes sir. Vậy thì công nhận. Hình như là cái giãn chân cốt này nó phế điên ạ. Tự nhiên lấy làm content ấy, kiểu vào nó cứ phải giãn thôi. Điều van tử thần không súng hải tặc kết hợp. Ê, spam chiều tức là anh dùng cái giãn chân cốt này được cái này không ta? Không ạ. Ờ không được. Ê từ từ bông mai em mất cầu. Từ từ nhá, chờ tí nữa. 3 giây. Rồi đấy. Ready. 3 giây, 1 giây. Ok. Nó bên kia lẫn. Cam áo được. Anh mất xoáy luôn rồi. Em đánh đau. Ui, có Ori liền mạnh điên. Ori gì lắm đó, thế nhở. Thôi mà anh em ba đồ. Ờ, anh em ba đồ. Đúng. Anh em ba đồ. Let's go. Nó sắp đi trên anh ạ. Let's go. Cứ đi tìm nó thôi. Rồi, nó xuất hiện, nó hết quy là em chơi luôn. Ấy á. Nó kìa, nó kìa. Thành ơi, mày nói. Đây rồi. Trời, dê. Không thể cao tơ. Nhiều tiền đấy. Không thể cao tơ luôn. Xe trừ tuyết. Được luôn. Ờ, nhưng mà hình như hơi có tên á. Không. Đồng cái xe đấy. Cân 2. Đối đây mềm. À không mềm lắm nhá, cũng phải cẩn thận một chút. Tắc ma luôn được anh ơi. Ai cũng được, chỉ cần đi vào gần người là chết. Anh Khánh ơi. Không thể cao tơ. Để em anh Khánh. Không thể cao tơ luôn. Cặp đôi top 1 không mà. Mình là top 1 á, mình là top 1. Cặp đôi vô đối á. Ui. Phun đồ mà thừa 3k tiền ạ. Ôi nồi. Anh giàu thế. Anh giàu vãi trưởng ạ. Ủa mày. Sao anh? Phải 4 cái nón á.
Em hết tiền rồi. Đội phải 4 cái nón á. Ui nó có cái gì kìa, đếm em e trước nha anh okay, nhá. Ok. Bà, thằng này nó vội. Không được anh ơi. Từ, bình tĩnh nào. Anh W trước cũng được nhưng mà kiểu W trước thì bị lỗ á, nó né được cái giờ. Cái anh bú cái đồng hồ cát thì sao nhở? Đồ cát hết tiền mua mà anh bú 4 cái nón rồi. 4 cái nón rồi. Phải lui cái. Ờ. Bình tĩnh để em set up cái okay, cái okay, chat okay, là... ok. À mai phải được nó không thẳng vào mặt mình thấy được. Để em đặt cái chat. Ok. Để em phá cái kia này. Ủa chạy nhanh quá anh ạ. Quá. Ủa bông mai đâu? Phải đi tìm nó. Mình không để nó chủ động được á, mình phải đi tìm á. Tập trung nhá bông mai. Thật sự là kèo này căng rồi, nó không còn đơn giản như là cái cuộc dạo chơi lúc nãy đâu. Ok, kèo này căng. Phải đi tìm. Đi tìm con tàu X, không đi tìm mấy tìm tàu X. Ê, rồi. Này anh bốc cho em này. Ok. Nó trên anh ấy. Mai được, mai mát rồi, nó không đột kích băng đá. Trốn lúc mai. Em trốn. Anh em trốn. Nó ở dưới. Cứ trốn thôi. Chạy bông mai. Anh cánh lên nó vào này. Anh giết tàu bích, Anh giết đi. Tui nghỉu, ở bông mai rồi. Em ổn. Ây da, em không ổn. Sao lại có thể được nhờ? Sao lại có thể thế được nhờ? Thật kê nó nhanh quá anh ạ. À. Em không thể bắt kịp. Lúc đấy anh không nhìn kê, lúc đấy đang nhìn tàu bích không à? Chắc là được. À mà cũng không được, nó còn khiên ạ. Được không anh? Cũng được thôi. Talia hình như hơi khó dùng R. Nhìn lại thì con Javan nó cũng dễ hơn, nó xuôi thôi. Anh ơi, đánh con Fizz nó né mình nhỉ? Không sao đâu, mình nhanh lắm. Mình vô vập lắm. Đặt bẫy anh ơi. Không sao đâu, mình vô vập lắm. Mình kiểu như là mình vội lắm luôn ấy. Mình cặp đôi mình vô vập lắm, mình làm cái là xong luôn ấy. G4 sát lực thì sao hả anh? G4 sát lực thì G4 chắc là cũng làm cái bố vệ quân đánh early game ấy. Bố vệ quân early game mạnh lắm. Yeah. Con G4 của em là mạnh đầu game mà. Yes. Cái kiểu ngài phê anh ơi, phê lú. Ngài phê đâu, phê lú. Phê lú. Anh vào phê lú này, em bị bù rồi. Ôi nhà bạn của em có mua được không đấy? Hay ông ơi, chết kìa. Em sợ nó cao tờ sắp rồi. Cốc biến luôn này, cho em ăn mầm này. Hai. Hình như là không lết game lắm rồi. Hình như là hai thằng kia mới là early game á. Hai con của nó mới là early game á. Cứ nó vẹt kiểu Ugot á. Ai à. Sao? Chạy đi. Đam em đâu? Nó không giết được anh. Yeah. Anh tự sát chứ nó không thể giết được. Quá giang luôn. Thôi. Các mỏ thạch con này ngon nhở? Ngon đúng không? Con này quá giang được cái chứ nhở? Combo xong giật về anh. Cũng được. Hợp lý đấy chứ. Nhưng mà anh lại quá lỗi. Anh lại quá giang luôn, giao kiểu hai thằng quá giang. Để ai di chuyển? Không biết luôn. Anh ơi. À trong vòng chiến không combo này. Cố thử một lỗi. Em cua vào xong giật về thế là kiểu. Yes sir. Xong rồi. Cái gì này à? Sao đâu mất tiêu rồi? Ủa? Ok. Bình thường con Z vẫn W cứ kiểu được mà. Em thử không một con. Thỏng rồi ông Mai ơi. Rồi đây. Em quy em ạ. Kiểu đánh trưởng không được luôn đi. Bây giờ mà đánh trưởng không được luôn đi.
Ây da. Em hồi đầu chưa? Chưa. Em đợi trước được. Ok. Hồi chưa. 30 giây mới hồi lâu lắm. Xuống có đợt mắm thôi, xuống mẹ mắm thôi là được. Có nè, có nè. Anh ơi, đừng coi vào ơi. Sao mày né? Ô, cái gì nổ nổ đấy? Cái gì đấy? Cái bê cô à? Ô, cái gì nổ ở đấy đấy? Đấy, 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 em rời đi, rời đi. Rơ ma. Em đi, được. Thằng này đi, em này chay, em quý, em không, em. Nice, bao nhiêu giây em có rỡ? 45 giây nhỉ? Chờ luôn, mình chill luôn. Chill cùng game vô luôn. Anh ơi! À? Thôi xong. Thả 1 được 2 ạ. Bấm vào win, bấm vào anh không có đúng không? À, trúng luôn. Trúng. Win. Chặt đúng không? Ơ! Thôi sao? Hay! Thằng này nó chủ quan, nó thả được con cá mà nó chủ quan. Nó định ngầu anh ơi. Đó đây. Làm vận động chiến dịch sẽ tạo hiệu ứng chiêu đốt anh ơi. Lấy luôn. Thiên đen cho con Vi nó khỏi rờ à? Được đấy. Mình cũng phải chơi pressing mà đúng không? Mình vào mình cũng phải vội ấy. Ủa map tủ. Map của mình. Ôi trên đây ấn nhầm xuống giày mới đúng. Nó kìa. Anh ơi cho em đánh với. Không biết cho kiểu gì luôn. 30 giây. Cắm cờ check tầm gì. Cho em đánh với. Cứ nó đánh. 10 giây. Anh bao nhiêu? 35 giây luôn. Hơi lâu. Mình trốn vậy. 5 giây. 30. Cắm cờ check tầm nhìn. Cắm cờ thích thử combo đi, thử combo đi. Không được. Thế mà có ông comment bảo đứng im để Javan combo đi. Lừa nhỏ. Này, cho Javan combo này. Thằng này đây. Ô, nó bị cái gì kìa? Anh ơi, em đi. Ủa, cái gì đấy? Lại ơn Kenlin anh ơi. Ủa, cái bẫy đây anh nhá, em ping cho anh này. Ok. Khó thật sự. Kiểu con thường em không đánh thường được, em còn lên tay hồng kiếm ấy. Không phải lên đánh nó đau phết đấy. Thế á? À, áo choàng. Vì con cá nó đớp em. Cái R bị bug em ơi, ném vào R, ra van không có đam. Nãy giờ thấy kiểu không có đam ấy, no damage ấy. Shit. Giờ sao? Combo như thế thôi, bây giờ bảo là không chơi được thì chơi kiểu gì bây giờ? Sao, mình lạc quan lên, đừng bỏ qua mấy cái tiểu tiết đi. Được. R có đam chưa? Bây giờ vẫn chưa có đam đúng không? Sao mà không thấy máu chút nào vậy? Nhưng mà vẫn chết anh ơi. Nhắn hết đi anh em. 12 giây. 30 giây. Thôi anh cứ rời đi, anh cứ rời đi. 5 giây. Yes sir. 3 giây. Đúng rồi. Thực ra rời vào đây cũng có nhiều đam đâu anh. Đúng rồi, 400 đam. 5 giây. Hoa để tầm nhìn. Yes sir. Tắm cờ. Tăng tốc đánh. Lâu. Chứ em hủy nhanh nhỉ? Chạy. Chạy đi anh, em đóng lòng nó rồi. Nhốt rồi, nó bị nhốt rồi. Giết luôn không ai? Chưa. Nice. Chơi game như kiểu mình chỉ có một người rưỡi thế, không có hai người. Em cầm cơ mà. Nhưng mà kiểu không đánh thương được, mình có một người rưỡi, đúng có một người rưỡi luôn mà. Để hai linh hồn nha. Đồ xuyên giáp trước. Giáp trước không? Yes sir. Yeah. Yeah man. Con Vi kìa. Vi làm gì có giáp đâu, cũng dọa thôi.
Có mà. Hàng về. Nằm xuống. Yes. Quy đi bông mai. Hay. Để em cắm solo chết, để chết. Được luôn. Để em cắm solo để chết anh ơi, 2 giây. Ok này, ok này. Hình như mình đúng có một người rưỡi thế đấy. Có trái tim thần thần 40% tỷ lệ chín mạng. Tỷ thần sứ à, nghe nó hơi bùm. Phù hộ, bùi luôn. Chắc phải bán từ tí bán gì đấy. Phải là tàn bạc. Ui, hai đứa này mềm, đứa này mềm, đứa này thật sự là yếu. Anh có đồ hộp cát nha anh. Vô vào bớt nhá, vô vào bớt nhá, vô vào bớt nhá. Thằng đấy. Ok anh chết sớm đi để cho em. Không được. Mình như tuy hai là một mà tuy hai là mà một mà. Tuy hai là một. Mình không thể chết. Em có giờ chưa? Em 15 giây. Ok chờ luôn To để anh em né. Yes sir. Tắm đầy map luôn. Ôi. Em có rồi. Ôi. Đây, một quỷ. Một quỷ. Nó có cái gì mà sao nó cứ gì thế? Nó cứ boomerang xong rồi không ánh sáng thế. Sáng anh ạ, cô anh sợ thủ thiết bẩm. Nhưng mà nó có gây đam lên mình đâu. Có thấy bị sát thương gì đâu, nó ấn W thôi, nó chỉ cứ nhìn thấy thôi. Thanh được cái lõi ngon nhờ, nó bật đắp lên. Chuyện mắc sạc, chuyện mắc sạc á. Nhưng mà nãy giờ anh em vẫn thắng nó ấy. Nhưng mà bây giờ nó mới khỏe, bây giờ nó mới khỏe. Bây giờ nó mới khỏe. Nó lên kính thăm sức thủ hận đấy. Bán giày không đủ tiền. Bán giày anh đủ nhưng mà không muốn bán, để di chuyển. Đây kìa. Vô vập. Mày tích đi. Mình chiêu nhở. Cục quan cho em lấy cái đồ. Bao nhiêu giây em có rồi? Cục quan. Thực sự nghiêm túc. Ok. Có chưa? Yes sir. Dễ. Cam R anh nổ chết rồi, anh nổ chết rồi. Yes sir, gặp bảo thạch mà. Ai nói quá răng thuế? Không thể nào nói đấy. Quá răng thật sự mạnh. Không ai nói luôn á. Quá răng R giúp cho con Javan R hồi nhanh hơn ạ. Cho nên là con Quyena nó khỏe hơn nhờ con Javan.